Chương trình phổ biến kiến thức y học thường thức hàng tuần kỳ thứ 259 của phòng khám Tạnh Trị xin kính chào quý vị. Kính thưa quý vị, tai là một cơ quan giúp chúng ta nghe được tiếng nói và âm thanh. Tuy vậy, cũng như những cơ quan khác, có nhiều những bệnh lý liên quan đến tai, phổ biến nhất là bệnh viêm tai giữa. Bệnh thường gặp ở trẻ nhỏ từ 1 cho đến 3 tuổi. Bệnh tuy không nguy hiểm, nhưng nếu không được phát hiện sớm và điều trị kịp thời, bệnh sẽ có những trường hợp nhiều biến chứng như điếc, viêm màng não và xuất huyết não. Trong chương trình tuần này, chúng tôi mời quý vị nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải, nguyên là bác sĩ điều trị tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh Kiên Giang, sẽ trình bày về bệnh viêm tai giữa ở trẻ nhỏ. Mời quý vị cùng theo dõi. Dạ, xin chào bác sĩ ạ. Xin chào Ngọc Quyên, xin chào tất cả quý vị khán thính giả. Dạ, rất vui được gặp lại bác sĩ trong chương trình ngày hôm nay ạ. Dạ. Dạ, câu hỏi đầu tiên, xin bác sĩ cho biết khái quát về căn bệnh viêm tai giữa ở trẻ nhỏ ạ. Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, viêm tai giữa người ta xếp nó vào cái nhóm bệnh lý của đường hô hấp trên. Cái bệnh đó thì nó gây viêm cái niêm mạc ở trong tai này Ngọc Quyên, Dạ. và nó làm cho phù nề cái niêm mạc bên trong tai lên, nó Dạ. gây sưng tấy. Nếu mà nó nặng nề hơn nữa thì nó có thể sinh ra mủ và nó làm cho trẻ rất là đau cái vùng tai. Nếu mà mình điều trị sớm, phát hiện kịp thời thì nó khỏi 100%. Dạ. Nhưng mà nếu mà mình không có phát hiện sớm và điều trị không đúng cách thì nó có thể gây ra những cái biến chứng rất là nguy hiểm, như là lụng màng nhĩ, rồi gây viêm não, áp xe não, có thể là gây nhiễm trùng huyết nữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Cái bệnh này đó thì nó xảy ra ở mọi lứa tuổi, nhưng mà chủ yếu là nó gặp ở lứa trẻ từ 6 đến 36 tháng. Người lớn thì ít gặp, nhưng mà không phải là không có Ngọc Quyên. Người lớn vẫn có thể gặp cái trường hợp viêm tai như giữa, và đã có những cái trường hợp mà nó gây biến chứng rất nặng, thưa Ngọc Quyên. Theo số liệu thống kê thì hơn 80% trẻ bị viêm tai giữa ít nhất là một đợt trong cái độ tuổi khoảng 3 tuổi. Do đó mà việc mà chúng ta phát hiện sớm cái bệnh viêm tai giữa để điều trị sớm, và vì là trẻ nhỏ nó không có biết tự kha, cho nên là chúng ta cũng cần phải phổ biến những kiến thức phổ quát này để cho phụ huynh biết cách phát hiện sớm, phòng ngừa, và khi mà trẻ nó đã bị rồi thì mình điều trị sớm để tránh những cái biến chứng nó xảy ra. Thì Dạ. đó là những cái nét khái quát chung về bệnh viêm tai giữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, vậy thì bác sĩ có thể giới thiệu sơ lược về cấu tạo của tai đến quý vị khán giả được không ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán thính giả, tôi giới thiệu một cái nét khái quát nhất, bởi vì đây là cái chương trình mình chỉ có phổ biến những cái kiến thức phổ thông thôi. Không, mình không có đi vào chi tiết cái cấu tạo của tai, mình chỉ giới thiệu với quý vị một số cái nét khái quát để cho quý vị khán giả biết cái tai trong nó là chỗ nào, rồi cái Dạ. tai giữa là chỗ nào. Dạ. Mình cứ nghe nói là viêm tai giữa nhưng mà mình không biết nó viêm tai giữa ở chỗ nào, Ừ. thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu một cách khái quát nhất. Thì quý vị đã biết rằng cái tai của chúng ta đó, nó có nhiệm vụ là dẫn truyền các cái xung động âm thanh từ cái tai ngoài, nó qua cái ống tai ngoài và nó đến cái màng nhĩ, và từ cái màng nhĩ này nó mới đến cái vùng tai giữa. Thì cái tai giữa nó sẽ có những cái xương như là xương đe, xương búa, xương màng đạt, và nó tiếp nhận những cái xung động âm thanh đó Dạ. và nó chuyển vào cái tai trong. Thì nó sẽ chuyển từ cái dạng sóng sóng âm, nó chuyển thành cái dạng xung động về thần kinh để cho não bộ chúng ta nghe được, hiểu được những cái âm thanh mà chúng ta tiếp nhận. Dạ. Thì đó là cái nhiệm vụ của cái tai. Và tai thì được chia làm 3 phần, gồm có tai tai ngoài, tai giữa và tai trong. Thì tai ngoài nó gồm có cái vành tai là mình thấy đó Ngọc Quyên, và cái ống tai ngoài là cái nơi mà mình vẫn lấy tai đó, đó là cái ống tai ngoài. Còn tai giữa nó thì nó gồm có màng nhĩ, cái màng nhĩ và cái hòm nhĩ, rồi nó có những cái xương như là xương búa, xương đe, xương màng đạt. Đó, đó là tai giữa. Còn tai trong thì nó chứa các cái ốc tai, các cái vành bán khuyên và tiền đình. Thì cái tai trong nó có nhiệm vụ là chuyển đổi các cái xung động âm thanh thành cái xung động về thần kinh để nó não bộ chúng ta tiếp nhận cái âm thanh, và nó cũng đóng một cái vai trò giữ cái thăng bằng của cơ thể chúng ta trong trong không gian.
chúng ta vẫn thường nghe thấy nói là bị chóng mặt do rối loạn tiền đình ấy. Thì cái tiền đình ốc ta nó có nhiệm vụ là giữ cái thăng bằng của chúng ta trong không gian. Thì đó là ba cái thành phần của cái tai của chúng ta. Ngày hôm nay chúng ta sẽ bàn đến cái bệnh lý mà viêm cái tai giữa. Thì mời quý vị nhìn lên màn hình để quý vị xem cái tai giữa nó ở chỗ nào nhé. Thì quý vị quan sát trên màn hình, quý vị đã biết được cái tai ngoài, tai giữa và tai trong rồi. Thì chúng ta bắt đầu tìm hiểu về cái bệnh lý viêm tai giữa. Dạ, trong cái căn bệnh bệnh lý viêm tai giữa thì nó có mấy loại ạ? Thưa Ngọc Quyên, thưa tất cả quý vị khán giả, người ta chia cái bệnh viêm tai giữa làm 3 loại. Thứ nhất là viêm tai giữa cấp tính, thì thường là nó sau một cái nhiễm trùng đường hô hấp trên và nó lan vào cái vòi nhĩ, nó lên tai giữa. Cái thứ hai nữa là viêm tai giữa mãn tính, thì người ta quy định là thường là trên 12 tuần mà không điều trị khỏi thì nó xếp vào cái viêm tai giữa mãn tính. Và cái thứ ba là viêm tai giữa ứ dịch, thì khi mà cái niêm mạc tai giữa nó bị viêm, nó tiết dịch ra nhưng mà nó không chảy ra ngoài được, nó gây ứ đọng bên trong. Cái dịch đó nó có thể là thanh dịch hay là các cái loại dịch tiết, nó làm cho phồng cái màng nhĩ lên, bệnh nhân rất là đau đớn. Thì đó là ba cái loại viêm tai giữa. Tôi xin nhắc lại là viêm cấp tính, viêm mãn tính và viêm tai ứ dịch, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ, xin bác sĩ có thể cho biết là những cái nguyên nhân mà gây nên bệnh viêm tai giữa không ạ? Thưa tất cả quý vị khán giả, thưa Ngọc Quyên, cái bệnh viêm tai giữa đó thì như tôi nói hồi nãy, nó thường xuất hiện ở cái nhóm độ tuổi từ 6 tháng đến 36 tháng. Dạ. Và một số các cái yếu tố thuận lợi nó làm cho trẻ dễ bị mắc bệnh viêm tai giữa hơn, đó là những cái trường hợp mà trẻ sử dụng núm vú giả. Thì Ngọc Quyên biết rồi, khi mà mình sử dụng núm vú giả như vậy đó thì có khi là mình không có bảo đảm được vệ sinh, có khi trẻ nó rớt xuống rồi nó lại lụm lên, nó lại ngậm vô, thì cái đó là cái môi trường cho nó dễ bị nhiễm trùng cái vùng vòm họng. Và khi mà cái vùng hầu họng của bé mà nó nhiễm trùng thì nó dễ lan lên cái vòi áp tác, là cái vòi nhĩ, nó vi trùng nó xâm lấn lên vùng tai giữa. Thì Dạ. đó là cái nguyên nhân mà những cái trẻ mà sử dụng vú giả thì nó hay bị hơn. Bú bình cũng vậy, thưa Ngọc Quyên. Bú bình á, thì mình sử dụng cái bình thì có khi là mình vệ sinh nó không có bảo đảm an toàn, thì đó cũng là một trong những cái nguyên nhân. Cái thứ hai nữa là người trẻ mà nó tiếp xúc với những cái môi trường không khí nó bị ô nhiễm thì nó cũng là cái môi trường thuận lợi cho cái viêm tai giữa nó xuất hiện. Rồi trẻ bị những cái bệnh như là cảm cúm, viêm hầu họng, viêm xoang, những cái bệnh lý về vùng hầu họng thì nó cũng là một trong những nguyên nhân nó dễ lan đến cái vùng tai giữa. Ngoài ra thì nó còn có một số các cái nguyên nhân khác như là những cái dị tật ở cái vùng hầu họng, Dạ. như là những trẻ bị hở môi, hở hàm ếch, thì những cái trẻ đó nó cũng có nguy cơ gây viêm tai giữa nhiều hơn là những trẻ khác. Đó là một số các cái yếu tố thuận lợi cũng như là các cái nguyên nhân làm cho trẻ dễ bị viêm tai giữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, ngoài ra còn những cái nguyên nhân chính nào nữa không ạ? Còn một số những cái nguyên nhân chính đó là cái hiện tượng mà trẻ nó bị nhiễm trùng, nhiễm khuẩn hay là bị nhiễm virus, thì đó là cái nguyên nhân chính nó gây ra viêm tai giữa. Khi mà nó bị viêm nhiễm như vậy thì nó làm cho tắc nghẽn cái vòi áp tác, là cái vòi nhĩ, nó làm cho ứ động dịch, nó gây ra viêm tai giữa. Rồi những cái bé mà nó bị viêm VA nó cũng là cái nguyên nhân. Cái VA nó sưng to lên, nó chèn ép vào cái cửa mà đổ ra của cái vò nhĩ đó, Ngọc Quyên, nó vào vùng cái vòm họng, nó đổ vào cái hầu họng của bé đó. Thì Dạ. cái tại vì cái tai VA là nó nằm gần cái lỗ, nó đổ ra phía bên ngoài hầu họng của cái vòi áp tác, nó dễ gây nhiễm trùng, nó lan lên cái vùng tai giữa. Và Ngọc Quyên cũng biết là cái giải phẫu của trẻ đó thì cái vòi áp tác nó chưa có phát triển hoàn thiện, nó ngắn hơn là người lớn và nó có cái xu hướng nó nằm ngang, cho nên là cái thức ăn sữa, nhất là những cái trẻ mà nó bị trào ngược dạ dày thực quản, nó dễ chảy những cái dịch tiêu hóa, sữa nó chảy vào cái đường cái vò nhĩ, hay chúng ta gọi là cái vòi áp tác,
nó gây ra nhiễm trùng cái vùng tai giữa. Rồi VA như tôi nói hồi nãy cũng vậy Ngọc Quyên, VA nó là một cái mô lympho, nó nằm sau ở cánh mũi, nó có vai trò như là một cái hệ miễn dịch của cơ thể vậy. Mà khi mà nó bị viêm nhiễm đó, thì nó sưng phù lên và nó có thể chèn ép vào cái lỗ thoát của cái vòi áp tát và nó gây ứ đọng và các cái dịch tiết tự nhiên của cái tai giữa. Chưa kể đến cái trường hợp mà nó nhiễm trùng, vi trùng nó theo cái đường vòi áp tát nó đi vào trong cái vùng tai giữa, thì đó là một số những cái nguyên nhân chính mà gây ra cái bệnh viêm tai giữa ở trẻ em, thưa Ngọc Quyên. Nói tóm lại thì cái bệnh viêm tai giữa là một cái bệnh lý vừa gặp ở người lớn và trẻ em. Tuy nhiên thì trẻ em nó hay bị hơn. Lý do là cái vòi nhĩ của trẻ nó chưa phát triển đầy đủ và nó cái hệ thống miễn dịch của trẻ nó cũng còn yếu hơn người lớn. Do đó mà những cái tác nhân ở bên ngoài nó dễ xâm lấn vào trong cái vùng tai giữa, nó gây viêm tai giữa và nó còn là một cái biến chứng của những cái bệnh lý ở vùng hầu họng như là viêm mũi họng, viêm xoang, viêm amidan, viêm VA thì cũng là những cái tác nhân gây ra viêm tai giữa. Nó còn có thể là do những cái chấn thương từ bên ngoài, nó làm cho cái áp lực nó ép vào cái màng nhĩ và nó gây thủng màng nhĩ, nó gây ra tắc vòi nhĩ. Cũng có những trường hợp mà mình hỉ mũi, xì mũi không đúng cách, như là mình bịt một bên mũi của bé lại rồi xì ra, như vậy thì nó có thể là nó tăng cái áp lực cái vùng hầu họng lên, nó các cái chất dịch nó đi ngược vào trong cái vòi áp tát, nó cũng gây ra viêm tai giữa. Đó là một số những cái ý chính về nguyên nhân và các cái yếu tố thuận lợi giúp cho trẻ em nó bị viêm tai giữa nhiều hơn là người lớn là vậy. Dạ thưa bác sĩ, khi bị viêm tai giữa thì có những cái triệu chứng gì ạ? Khi mà trẻ em nó bị viêm tai giữa thì nó có một số những cái biểu hiện sau đây. Thứ nhất là nó trẻ sốt. Sốt thường là sốt cao 39-40 độ và nó quấy khóc rất là nhiều, bỏ bú, kém ăn, có khi là nó nôn chớ nữa. Và nếu mà trẻ lớn hơn thì khi mà trẻ đã biết lấy tay chỉ vào cái chỗ đau rồi đó thì trẻ nó thường là nó ôm cái tay nó kêu đau. Còn những cái trẻ nhỏ hơn thì có khi là nó chỉ quấy khóc và nó lấy tay nó dụi dụi vào những cái vùng tai nó, rồi nó có thể gây ra những cái trường hợp rối loạn tiêu hóa nữa Ngọc Quyên. Nếu mà nó không được điều trị kịp thời đó thì nó sẽ bước sang cái giai đoạn là bị thủng màng nhĩ. Thì khi mà nó thủng màng nhĩ vậy đó thì nó sẽ chảy mủ ra, mình quan sát mình thấy mủ nó chảy ra ở bên ngoài tai này Ngọc Quyên. Khi mà nó đã vỡ mủ, nó bể cái màng nhĩ, nó lủng màng nhĩ ra mà nó chảy dịch ra đó, thì lúc này trẻ nó bớt đau hơn do nó giảm được cái áp lực, nó bớt đau, nó ăn được, nó ngủ được. Nhưng mà không phải là mình thấy nó khỏe hơn, nó bớt kêu đau, nó bớt quấy khóc mà bệnh đã hết Ngọc Quyên. Bởi vì lúc này nó là đã lủng rồi, nó giảm cái áp lực ở trong tai xuống, nó bớt đau thôi, chứ thực ra thì nó đã chuyển qua một cái giai đoạn mãn tính. Do đó mà cái quan trọng là người mẹ, người phụ huynh của bé đó phải theo dõi, phát hiện kịp thời và mình đưa tới bác sĩ để người ta thăm khám coi bé bị viêm tai giữa ở cái giai đoạn nào để tránh những cái biến chứng mà do cái viêm tai giữa nó gây ra, thưa Ngọc Quyên. Thì đó là một số các cái triệu chứng điển hình của một cái bệnh viêm tai giữa. Dạ thưa bác sĩ, cách chẩn đoán để bệnh nhân bị viêm tai giữa là như thế nào ạ? Chẩn đoán thì chủ yếu là vẫn dựa vào lâm sàng. Như tôi nói hồi nãy thì trẻ sốt cao, quấy khóc, kêu đau vùng tai, nặng hơn nữa thì nó có thể gây chảy mủ nếu ở cái giai đoạn đã lủng màng nhĩ rồi, thì chủ yếu là chúng ta dựa vào lâm sàng. Thứ hai nữa là khám thực thể. Thì bác sĩ sẽ dùng những cái loại đèn đèn để người ta soi, hoặc là nếu mà ở cơ sở y tế nào có nội soi thì người ta sẽ dùng cái nội soi để người ta quan sát cái màng nhĩ. Nếu mà ở cái giai đoạn mà mới có viêm thì sẽ thấy cái màng nhĩ của nó viêm tấy đỏ lên. Còn nếu mà nó đã có mủ ở trong thì mình có thể thấy cái màng nhĩ nó phồng lên, thưa quý. Còn nếu mà nó đã lủng màng nhĩ thì mình sẽ thấy là có mủ chảy từ ở bên trong cái màng nhĩ chảy ra ngoài. Thì đó là cái phương pháp chính để chúng ta chẩn đoán cái bệnh viêm tai giữa. Ngoài ra người ta còn khám một số các bệnh khác như là khám cái vùng hầu họng, coi có viêm nhiễm gì từ vùng hầu họng không.
rồi khám phổi xem coi là có những bệnh lý về đường hô hấp, nó cũng là cái nguyên nhân để nó lan lên cái tai giữa. Còn những cái biện pháp chẩn đoán hình ảnh thì thường là chúng ta không có cần thiết trong những cái trường hợp mình đã nội soi, mình đã thấy rồi, thấy những cái tổn thương ở trong tai rồi, thì hầu hết là chúng ta không cần phải dùng các cái biện pháp về chẩn đoán hình ảnh nữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thì nó rất là đơn giản, lý do là những cái tổn thương đó chúng ta có thể dùng đèn chúng ta soi hoặc Dạ. là dùng nội soi. Thì đó là những cái cách để mà giúp cho bác sĩ chẩn đoán một bé bị viêm tai giữa, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ thưa bác sĩ, bệnh viêm tai giữa có để lại những cái biến chứng nguy hiểm gì không ạ? Có, thưa Ngọc Quyên, bệnh viêm tai giữa là một bệnh lành tính. Nếu mình phát hiện sớm, mình điều trị đúng phác đồ thì hầu như là khỏi 100%, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Còn trường hợp mà mình phát hiện muộn hoặc là mình điều trị không đúng, thông thường thì nhất là ở những cái nơi mà xa các cái cơ sở y tế, thì thường là bà mẹ đưa bé tới những cái phòng khám hoặc là bác sĩ cho một cái toa thuốc rồi uống vài ngày mà bé nó bớt rồi thì không có tới tái khám nữa, thì làm cho cái bệnh nó không có khỏi triệt để và nó cứ tái đi tái lại nhiều lần như vậy thì nó trở thành mãn tính. Và nếu mà chúng ta vẫn tiếp tục không điều trị triệt để nữa thì nó có một số các cái biến chứng rất là nguy hiểm, nó sẽ chuyển từ cấp tính thành mãn tính và nó có thể là gây rụng màng nhĩ như tôi nói hồi nãy. Rồi từ cái chỗ mà nó nhiễm trùng như vậy, nó có thể lan vào cái vùng não, màng não, nó gây ra áp xe não, viêm não, viêm màng não, viêm cái xoang xương trũng ở đằng sau này, thưa Ngọc Quyên. Và nếu mà nó như vậy đó thì nó sẽ làm cho trẻ mất cái khả năng nghe, và trẻ nó không nghe được thì nó cũng ảnh hưởng đến cái việc mà trẻ nó sẽ chậm nói. Còn và khi mà nó chậm nói như vậy, nó không có nghe được những cái âm thanh bên ngoài thì nó sẽ ảnh hưởng tới cái kỹ năng giao tiếp của bé và nó sẽ hạn chế cái quá trình phát triển bình thường của một trẻ. Đó là những cái biến chứng rất là nặng nề, bởi vì trẻ nó cái giai đoạn đó là cái giai đoạn nó cần tiếp xúc với những cái âm thanh ở bên ngoài để nó hoàn thiện bản thân, mà khi mà nó giảm cái khả năng nghe do những cái biến chứng đặc biệt là rụng màng nhĩ thì nó sẽ ảnh hưởng tới toàn thân của nó, thưa Ngọc Quyên. Thì Dạ. đó là những cái biến chứng rất là nặng nề mà đòi hỏi chúng ta phải phát hiện sớm và điều trị triệt để hạn chế tất cả những cái biến chứng nguy hiểm cho bé. Đó. Dạ. Dạ thưa bác sĩ có thể cho biết cái cách điều trị bệnh viêm tai giữa của một bệnh nhân không ạ? Điều trị viêm tai giữa đó thì chúng tôi có hai cái phương pháp điều trị. Thứ nhất là điều trị nội khoa, tức là dùng thuốc. Thứ hai nữa đó là phẫu thuật. Dạ. Thì đối với việc dùng thuốc đó là cái ưu tiên hàng đầu. Dạ. Thì chủ yếu là các bác sĩ sẽ sử dụng các loại thuốc như là kháng sinh, kháng viêm, giảm đau Dạ. và chống phù nề cái vùng tai cho bé. Rồi mình dùng các cái loại thuốc để mình xịt rửa cái vùng tai cho bé. Nếu mà cái vòi nó tắc nhiều thì ở trong bệnh viện chúng tôi sẽ có một cái thiết bị để bơm hơi để thông cái vòi nhĩ, cái vòi áp tắc đó, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Thì đó là cái cách điều trị phổ thông nhất. Còn cái phương pháp phẫu thuật thì chủ yếu là khi mà cái nhiễm trùng nó lan rộng, nó ảnh hưởng tới những cái cơ quan khác, hoặc là nó rụng màng nhĩ mà cần phải phẫu thuật để vá, hoặc là do cái amidan nó sưng to, viêm cái VA nó sưng to quá thì mình phải nạo VA, mình phải cắt amidan để mình xử lý dứt điểm cái nguyên nhân và mình phối hợp dùng thuốc thì hầu như là cái bệnh viêm tai giữa sẽ được xử lý hoàn toàn, thưa Ngọc Quyên. Dạ. Dạ xin bác sĩ chia sẻ cái cách đề phòng bệnh viêm tai giữa ở trẻ ạ. Về phòng bệnh viêm tai giữa đó thì đối với người lớn nó có khác hơn so với trẻ con. Đối với người lớn thì mình cần phải giữ cái tai sạch sẽ, giữ vệ sinh. Rồi khi mà mình móc ráy tai cũng vậy, mình phải chú ý đừng có làm tổn thương cái vùng tai ngoài, nó gây viêm nhiễm và từ đó vi trùng nó xâm lấn vào. Đặc biệt là chúng ta phải bỏ cái thói quen mà mình ráy tai bằng cái tăm bông, đúng không? Bởi vì mình ráy tai bằng cái tăm bông như vậy thì mình cái thao tác đầu tiên là mình đưa vô, thì những cái ráy tai bên ngoài nó có cái xu hướng là nó đẩy sâu vào bên trong, dần dần nó thành những cái nút bít tắc ở trong cái tai ngoài, nó gây ra cái ổ nhiễm trùng ở trong đó.
Cho nên là khi mà mình lấy tai thì mình phải có những cái thiết bị chuyên dùng. Tốt nhất là quý vị nên tới bác sĩ khoảng là 6 tháng một lần để mình vệ sinh tai. Đó. Tránh những cái trường hợp mà chúng ta lấy cái tai không đúng cách. Thì thứ nhất á, là nhất là những cái móc sắt thì nó có thể làm xước cái niêm mạc ở tai ra, nó gây nhiễm trùng. Rồi mình xe bằng tăm bông thì mình chủ yếu là mình nghe cho nó đã cái lỗ tai thôi, chứ thực ra thì các cái ráy tai, các cái chất dơ nó có thể là nó đi sâu ở bên trong thôi quý. Và đặc biệt nữa là mình cũng không có nên cạo hết cái lông ở bên trong cái ống tai ngoài đi. Bởi vì Ngọc Quyên biết rằng cái lông nó có tác dụng là thứ nhất là cản trở những bụi vào bên ngoài nó vào, rồi côn trùng đấy, rồi những cái lông đó nó có những cái dịch tiết đó, nó cản trở những cái bụi bặm đó, nó bảo vệ cái tai trong của mình. Cho nên là mình không có nên vệ sinh thái quá, mình không có nên móc rồi cạo, rồi mình suốt ngày mình cứ móc cứ ngoáy như vậy thì nó cũng không tốt thưa Ngọc Quyên. Đấy, rồi cái thứ hai nữa là mình tắm thì mình tránh nước vô trong tai, đặc biệt là mình hạn chế tắm ở những cái ao hồ công cộng, những cái bể bơi công cộng. Nhất là trẻ con thì mình nên có những cái nút để mình nút cái tai cho bé. Bởi vì khi mà mình để tắm như vậy đó thì thường là mình đi hồ bơi là mình phải tắm cái thời gian lâu rồi, thì nó rất dễ nước nó vô. Mà Ngọc Quyên biết là cái hồ bơi thì cái vệ sinh nó cũng không có được bảo đảm, rất là đông người, rồi phải lâu người ta mới thay nước một lần, cho nên là cái môi trường dễ bị nhiễm trùng cái vùng tai. Đối với trẻ nhỏ thì mình phải đi tiêm phòng các cái bệnh lý về đường hô hấp để nó tránh, khi mà nó bị nhiễm trùng cái đường hô hấp thì nó dễ lây lan lên cái vùng tai giữa lắm Ngọc Quyên. Và mình phải chú ý là cho trẻ bú mẹ ít nhất là được 6 tháng đầu, còn tốt nhất là phải đến 2 tuổi Ngọc Quyên. Bởi vì khi mà bé nó được bú sữa mẹ thì nó sẽ đủ chất dinh dưỡng, thứ hai nữa là những cái kháng thể từ mẹ truyền qua con nó được đầy đủ, và từ đó thì nó có cái sức đề kháng chống lại những cái bệnh tật. Thì đó là một số các cái biện pháp phòng ngừa tránh cái bệnh viêm tai giữa ở trẻ em. Như vậy là tôi vừa trình bày với Ngọc Quyên cũng như tất cả quý vị khán giả một cái nét khái quát nhất về bệnh viêm tai giữa. Đây là những cái chương trình phổ thông, chúng tôi không có nói chi tiết cũng như là những cái phương pháp điều trị cụ thể, bởi vì khi mà con em của chúng ta bị viêm tai giữa đó, thì chúng ta cũng không có nên tự ý mua thuốc về dùng, mà chúng ta phải đi bác sĩ khám. Và chúng ta biết cái cách phòng ngừa cũng như là biết cách chăm sóc cho trẻ tại nhà kết hợp với thuốc của bác sĩ thì sẽ giúp cho chúng ta phòng ngừa được bệnh viêm tai giữa ở trẻ, cũng như là khi mà trẻ nó đã bị bệnh rồi thì chúng ta chăm sóc trẻ tốt hơn, từ đó giúp cho cái bệnh nó mau khỏi hơn. Đó là cái mục đích của chúng tôi muốn truyền tải tới quý vị khán thính giả trong cái chương trình ngày hôm nay. Xin cảm ơn Ngọc Quyên, xin cảm ơn tất cả quý vị khán thính giả đã quan tâm theo dõi. Quý vị vừa nghe bác sĩ Nguyễn Duy Hải trình bày về căn bệnh viêm tai giữa ở trẻ em. Xin quý vị vui lòng like, chia sẻ, đăng ký kênh và ấn vào nút chuông thông báo bên dưới màn hình để đón xem những chương trình mới nhất của chúng tôi về các loại bệnh lý thường gặp và các giải pháp bảo vệ sức khỏe của con người. Cảm ơn quý vị đã luôn đồng hành cùng chúng tôi. Xin kính chúc quý vị một ngày Chủ nhật an lành và hạnh phúc. Xin kính chào tạm biệt.